Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc. Hiện tại là 5 giờ kém 20 sáng. Thành hôm nay dậy khá là sớm luôn đấy. Thành dậy là đi bắt gà gửi cho cô ở dưới Hà Nội để cho kịp chuyến xe ca. Và hôm nay Thành có việc tranh thủ nữa. Giờ Thành đi bắt gà gửi cho cô đây. Xin mời ông bà, cô bác và anh chị cùng theo dõi. Chó nhà hàng xóm mà kêu ngậu xịn lên này. Đấy, Thành soi đèn đấy. Gà của Thành là rốt ở trong cái quây này. Hôm nay Thành sẽ rốt gà ở trong cái bu này. Đây là bu bằng tre, người dân tự đan. Thành thấy gà đẻ một quả trứng ở trong này. Không biết là có bắt được gà không vì đẻ hai quả trứng nha. Không phải là một quả. Phải lấy cái hóc. Cởi cái dây ra. Gà là đẻ được hai quả trứng này cô bác ơi. Đẻ trên này đó. Bắt được một chú gà rồi. À, vào đây. Chỗ này tổng cộng là có 12 con gà. Toàn là gà bản hết. Gà khốn nạn muốn bay ra. Ai
Ố, đang ra lại. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Con ra một con này. Đồ này. Bắt con này. Khó bắt quá. Bốn, sáu, bật cái này chói quá. À, khốn quá này. Con này khó bắt quá. Tắt cái đèn flash đi á, sáng quá luôn cả.
Đây là chú gà bản cuối cùng đây, bắt ở trong chuồng đây. Chân khá là nhỏ luôn. Toàn là gà đang đẻ hết thôi. Gà rất là béo luôn. Giờ là rốt vào đây. Sáng mang đi xe dừng làm gửi. Sáng nay Thành quên không đeo khẩu trang nữa. Không đeo khẩu trang thì bắt gà là bụi quá. Khá là lặng. Giờ là buộc gà lên xe mang đi gửi. Là gần 5 rưỡi rồi. Xe trên chỗ Thành 6 giờ đã chạy rồi. Cho đi về thủ đô hết nào. Về thủ đô đi du lịch. Đường phố thì vắng tanh rồi, chưa thấy ai dậy cơ. Thành xin chào cả nhà. Em chào anh chị ạ. Thành, vâng ạ. Thành đang có mặt tại công trình Bùng Tính. Tính ơi, Bùng đâu rồi? Bùng trên nhà. Hôm qua có đau bụng không? Có à? Ăn cơm xong là đau bụng à? Bây giờ vẫn đau bình thường. Vẫn đau bình thường nhưng không đau mấy đúng không? Trên kia họ đang bắt cái gì kia? À đi mắc dây điện à? Sáng nay trời không nắng rồi, trời oi. Anh Tuyển đang xây ra tường bếp lò. Em chào anh trước nhá. Có hai người xây thế này thì công trình nhà Bùng Tính thì xây cũng nhanh thôi. Chắc là hết tuần này là lên hết tường rồi.
Anh Tuyển là anh đang buộc cái lèo đây, cái lèo để cân cái tường anh, cân cái tường có bếp lò, lèo tự chế bằng một đoạn cây xoan khô thôi, và cái cây kia là cây sậy. Chế theo kiểu vùng cao anh ạ. Chả phải dùng cao đâu, dùng lắm đấy. Hạn dùng lắm à? Em được làm phải bằng cái đồ nghề như thước này cho anh. Không cứ à? Thấp là phải dùng nó cao thì dùng thước. À dưới vùng thấp thì chắc không có cái chế cái này đâu anh ạ. Cái vùng thấp gì mà có cái cây này sẵn mà cái chế. Nhà bùng tính thì Thành không để cửa sổ đứng trước đâu, để ô thoáng thôi. Vì cái cửa này nó gần đây nhiều cửa rồi. Đáng rồi à. Thế lại mình lợp bằng lỗ chứ không phải lợp bằng ngói. Nếu mà lợp bằng tôn thì phải để đấy. Nhưng mà mình lợp lỗ thì nó vẫn thở nhiều hơn là lợp tôn. Lợp tôn nó kín tét. Vâng. Cái bếp nhà bùng tính này hẳn 3 cửa cơ anh ạ. Một cửa ở nhà xuống này, một cửa thì ra bến rửa, và một cửa thì ở bên ngoài vào nữa. Thế thì cửa sổ thì không cần để đâu. Bếp này thoáng rồi, trong cả bếp nồi ấy nữa, nồi nó hút khói lên rồi, chỉ cần để ô thoáng thôi là được rồi. Để nhiều quá sợ bùng tính lại quên không đóng ấy. Tính bảo là để cửa nhiều quên không đóng mà anh Trức quên không đóng cửa. Vâng. Tính bị sao kia mà bùng ven áo lên à. Gãy ngứa cho. Tối không tắm mà Tính. Tối không tắm à? Có à? Sao lấy quần áo mới mặc đi. Áo đấy chật mà. Bỏ được rồi. Cái quần này dài quá em sắn lên đi. Đi dép mà vẫn đi mặc quần trùng như thế à? Đổ tường ấy, Tính ạ. Chưa chắc đâu. Ô, là sao đi qua hòn đá chị? Tính. Dọn cái đường cho chị Vân lái ai. Không Tính khỏe hơn thì lái cho chị Vân đi. Đang giống Tính em tủa phết đi. Tính có biết tủa không? Hả? Em có biết tủa bên này không? Tủa ngày trước nó đi ăn trâu nó đốt cả con trâu ấy. Tủa mắt to mắt nhỏ ấy. Biết biết không? Tủa một mắt. Thế em mày đi đâu rồi em có biết không? Đi đâu? Đi làm quân sự á? Tính bảo là tủa đi làm quân sự rồi. Vâng. Năm nay năm thứ 3 rồi anh ạ. Anh Trước có biết bao giờ em tủa về không anh Trước? Không biết á? À. Lâu rồi em cũng không thấy thông tin gì.
Hôm nào rảnh thì đến đến nhà chú hay cậu của Tùa hỏi xem nào. Thế cứ đi dài hạn cho nên kiểu đi đi thâm niên. Không biết có trở về nữa không anh? Sĩ quan chuyên nghiệp cho nên khả năng đi lâu. Vâng. Chắc nhịn rồi. Quá mà hết mì tôm, chắc là hôm nay nhịn. Tôm đâu ra mà ăn. Sao lại tính ăn cơm không? Ăn mấy bát? Hai bát tô á? Thế thôi, ăn vậy thì ăn qua loa tí. Sáng ra ăn quả loa tí, hai bát tô gì đó. Đồ ra tí cơ, tí cả gì ấy. Vướng cái đấy, bỏ ra đó. Cái này mà mày tráng miệng. Đấy, mà ăn thật chết. Tính đã không làm thì thôi nhỉ, làm gấp đôi sức chị Vân mà. Cơ bắp khỏe được lưỡng như này mà. Hôm nay Thành có lên, Thành có mua một con cá đấy. Con cá là hôm qua là chủ nhật, Thành mua ở chợ họ mổ sẵn rồi. À tính rồi, anh mang con cá cho em. Trưa là em nấu ăn cùng cá anh trước ăn nhá. Hôm qua là anh mua chủ nhật rồi, xong anh để tủ đá nha anh. Để cho nó mát đấy, anh mổ sẵn rồi. Bây giờ chỉ việc chế biến thôi nhá. Con cá này là 2 cân đấy. Ăn không hết thì gửi tủ nhà họ nhá, vì con cá này to ấy. Anh tuyển với chị Vân không ăn cơm đây thì có hai vợ chồng em với anh trước ăn thôi. Đấy, chia làm hai bữa nhá. Hôm nọ ăn thịt lợn nhiều rồi thì chán rồi. Đây là tiền của cô Hiền ở dưới Hà Nội, cô đưa cho anh tiền là mua đồ ăn cho mọi người đến đây cùng làm ấy nhá. Tính mà là cảm ơn cô Hiền rất là nhiều. Được rồi, em cứ treo ở đây đi. Hôm nào đến giờ nấu cơm thì mang về nấu nhá. Đấy, treo ở đây cũng được đấy. Đây là con cá chấm. Thành đi chợ thì lúc đấy thì cá bé thì hết rồi. Cá bé ăn thì nhiều xương quá. Ngày thường ở chỗ Thành thì cá thì họ không bán. Họ bán vào ngày chủ nhật thôi. Hôm nay con cá Thành mua hết là 120.000. Thành sẽ cộng vào danh sách mua từng phẩm. Hôm nào là chi tiêu hết thì Thành sẽ cộng một thẻ. Thành thay mặt mọi người là cảm ơn cô Hiền rất là nhiều. Mọi người đi làm nhá, em đi về đây. Vâng ạ. Hôm nay là em có việc đi xa nên em tranh thủ đi qua đây sớm anh ạ. Anh trước hôm nay ăn cơm cùng Tính nhá. Em mua thức ăn lên đấy. Em mua con cá anh ạ. Em mua con cá to kia ăn không hết thì anh có tủ thì anh cho Tính gửi nha anh nhá. Gửi mai là ăn tiếp. Vâng ạ, em mua cá 2 cân ạ. 2 cân. Đẹp theo bằng bè của anh thì tốn được rồi có để làm sao. Em vừa dặn Tính là Tính ở để phần bữa mai anh ạ. Vâng. Kiểu
tôm. Vâng. Cháu Thành thay mặt cho hai vợ chồng Bùng Tính là cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã trợ duyên cho hai vợ chồng Bùng Tính có một căn nhà đầy đủ công năng. Trong quá trình xây mà nhà Bùng Tính thì còn dư tiền một chút thì Thành sẽ chát nguyên phần nhà thôi và phần nhà tắm vệ sinh thôi. Nếu mà không dư thì Thành không chát. Nếu mà nhà Bùng Tính được ông bà cô bác anh chị trợ duyên thêm thì tốt quá. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh của cháu Thành. Hôm nay video đến đây thôi, cháu Thành xin chào, hẹn gặp lại ông bà cô bác và anh chị, hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc.